được thành công to lớn dù phải cạnh tranh với nhiều công ty lớn khác. Thị trường toàn cầu. Vào năm 1998, Hicklett vẫn đang theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường. Chị của anh ấy đã mở một công ty nhỏ sản xuất và kinh doanh một loại nơ đặc biệt dành cho bé gái. Chiếc nơ này có thể được gắn trên các băng cột tóc khác màu tùy theo sở thích của người mẹ. Một chiếc nơ, 3 chiếc băng cột tóc giá khoảng $8. Bạn bè của chị ấy đã nhanh chóng mua sản phẩm này và việc kinh doanh bắt đầu khá suôn sẻ. Tuy nhiên, chị của Clay đã phải đưa sản phẩm của mình vào những kênh bán lẻ và cô ấy đã cần đến sự trợ giúp của Clay. Vì vậy, Clay đã gọi nhiều cuộc điện thoại đến những nhà bán lẻ ở Nordstrom, Dislat và một vài cửa hàng khác. Lúc này, Clay và chị cậu lâm vào tình trạng khó xử quen thuộc mà nhiều doanh nhân khởi nghiệp đã từng phải đối mặt. Đó chính là những nhà bán lẻ không đồng ý bày bán sản phẩm của họ trừ khi số lượng sản phẩm đã bán ra thể hiện được thị trường hiện nay đang thực sự có nhu cầu về sản phẩm này. Chị của Clay đã bán hàng trăm, có thể là hàng nghìn sản phẩm. Tuy nhiên, số lượng này là quá nhỏ bé đối với những doanh nghiệp bán lẻ. Vậy nên chị của Clay đã bị mắc kẹt tại đó. Cô ấy phải đối mặt với hai lựa chọn: hoặc là đầu tư hàng chục nghìn hay thậm chí hàng trăm nghìn đô la để sản xuất sản phẩm với số lượng lớn và phân phối tại các cửa hàng chuyên dụng. Điều này có thể giúp gia tăng số lượng sản phẩm bán ra để đạt yêu cầu của những công ty bán lẻ. Hoặc cô ấy có thể ngừng công việc kinh doanh này và phí hoài thời gian, mồ hôi, nước mắt và tiền mà cô ấy và cộng sự của mình đã bỏ ra. Khi chị gái của Clay đang vật lộn với vấn đề trên, Clay đang học một lớp marketing và họ đang bàn về vấn đề kênh phân phối. Sau buổi học, anh ấy đã đến gặp giáo sư của mình, giải thích với ông về vấn đề chị gái mình gặp phải và nhờ ông đưa ra lời khuyên. Clay đã nhận được một câu trả lời vô cùng sâu sắc: thầy rất đồng cảm với chị gái của em, Clay ạ. Nhưng nếu các em có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề mà mình đang gặp phải, các em sẽ trở thành tỷ phú. Thực ra, vài năm trước đó, giải pháp cho vấn đề của Clay và chị gái đã có, chỉ là Clay chưa nhận ra mà thôi. Một anh chàng tên Pierre Doma đã xây dựng được một website mua bán qua mạng. Sau khi bán sản phẩm đầu tiên, một cây bút laser bị hỏng, eBay đã chính thức được đưa vào kinh doanh. Từ đó trở đi, khách hàng đã sử dụng website này để mua mọi thứ, từ bắp cải cho tới máy bay và thậm chí là cả đất nước. Nếu như không có Internet, sẽ không có doanh nghiệp nào có thể tiếp cận đến thị trường quốc tế, trừ những doanh nghiệp lớn. Và khi đó, khách hàng quyết định mua hàng ở đâu, chủ yếu sẽ dựa vào vị trí địa lý. Những cửa hàng nhỏ sẽ tràn ngập hàng hóa có giá rẻ hơn và thường kém chất lượng hơn so với hàng hóa của những công ty lớn. Nói một cách khác, những chủ doanh nghiệp nhỏ sẽ bị mắc kẹt với vấn đề về kênh phân phối trong quá trình xây dựng doanh nghiệp của mình. Vậy nên chúng tôi yêu sức mạnh của Internet, chúng tôi yêu những giá trị và những cơ hội mà nó mang đến cho những doanh nhân khởi nghiệp, và chúng tôi yêu cuộc cách mạng khởi nghiệp đang diễn ra khắp nơi nhờ vào sự hiện diện của Internet. Tuy nhiên, trước khi đi quá xa với việc khen ngợi Internet, chúng tôi cũng cảnh báo các bạn một điều: dù chúng tôi có yêu Internet tới nhường nào, thì nó cũng là một trong những nguyên nhân đóng góp vào sự hỗn loạn của những công ty khởi nghiệp. Chúng ta sẽ nhắc đến điều này trong chương tiếp theo. Bây giờ chúng ta hãy cùng bàn về yếu tố mang tính cách mạng cuối cùng: lời hứa hẹn, câu chuyện thành công sau một đêm. Ngày 4 tháng 7, ngày quốc khánh của nước Mỹ, không phải là ngày nước Mỹ giành được tự do. Vào ngày này trong quá khứ, cuộc cách mạng Mỹ mới chỉ được bắt đầu. Ngày 4 tháng 7 chỉ là ngày ký tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ và sự kiện này đã diễn ra rất lâu trước khi nước Mỹ thực sự giành được độc lập. Hãy thử tưởng tượng, người Mỹ nhớ đến ngày họ tuyên bố độc lập còn nhiều hơn ngày mà họ thực sự giành được độc lập. Do đó, mặc cho những lời nhắc nhở của những nhà sử học, chúng ta tin rằng hành động ký tuyên ngôn độc lập vô cùng có ý nghĩa vì nó đã đem đến cho người dân thuộc địa một cái gì đó hữu hình để níu lấy. Hành động đó đã mang đến cho họ hy vọng sau tất cả những tuyệt vọng, sợ hãi và đau đớn. Cuối cùng thì họ đã nắm giữ được lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng. Và cuộc cách mạng khởi nghiệp cũng giống như vậy. Nếu ước mơ trở thành những công ty lớn thúc đẩy doanh nhân khởi nghiệp và mạng Internet mang đến cho họ các phương tiện để bắt đầu một cuộc cách mạng, thì tất cả những việc còn lại chỉ là quẹt diêm lên và que diêm ấy, tia lửa thổi bùng lên ngọn lửa. Lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng hơn là thứ mang tên là câu chuyện thành công sau một đêm.
Truyền thông có vẻ rất thích thú tuyên truyền về cuộc cách mạng khởi nghiệp khi chia sẻ hết câu chuyện này đến câu chuyện khác về các doanh nhân khởi nghiệp. Những người trở nên thành công gần như ngay lập tức. Không có gì làm giới truyền thông thích thú hơn việc chia sẻ câu chuyện của một người bình thường, nhanh chóng trở nên thành công, nổi tiếng và giàu có. Bây giờ, dù đúng hay sai, nhân viên làm việc tại những tập đoàn lớn của Mỹ đọc những câu chuyện khởi nghiệp thành công trên và nhìn nhận đó là câu chuyện thành công sau một đêm. Họ nhận ra được tất cả những lợi ích một doanh nhân khởi nghiệp thành công có được: thời gian, tiền bạc, sự chủ động và mục đích sống. Nhưng họ lại không thấy được sự hỗn loạn và sự thử thách to lớn mà những doanh nhân khởi nghiệp đã phải vượt qua để xây dựng một doanh nghiệp thành công. Thay vào đó, những nhân viên này lại thấy được những doanh nhân khởi nghiệp có thể làm việc linh hoạt bất kỳ thời gian nào. Đó là điều mà họ hằng mong muốn, và họ trở nên bực bội với sếp của mình khi không cho phép họ làm việc linh hoạt thời gian như vậy. Những nhân viên này thấy những doanh nhân khởi nghiệp thành công mua một chiếc xe mới hay một ngôi nhà mới và họ cảm thấy ghen tị. Họ thấy được trí tưởng tượng thăng hoa của những doanh nhân khởi nghiệp, những người đã phát triển ý tưởng của mình trên thị trường, và họ chỉ có thể cảm thấy oán giận khi ý tưởng của mình không được đánh giá cao trong công việc. Những nhân viên này nhìn thấy những doanh nhân khởi nghiệp đạt được ước mơ của mình. Lúc này, họ chỉ có thể tự oán trách bản thân khi không hành động dù đã có được những ý tưởng tốt. Tất cả những nhân tố trên chính là những điều thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp. Những nhân viên công sở chỉ nhìn thấy sự thành công mà không nhìn thấy những năm tháng đấu tranh đầy gian khổ, mồ hôi và nước mắt mà các doanh nhân khởi nghiệp đã trải qua trước khi đạt tới sự thành công nhìn có vẻ như chỉ sau một đêm. Những nhân viên công sở vì vậy cảm thấy làm việc như họ đang phải làm thật sự không công bằng. Vì vậy, họ bắt đầu suy nghĩ đến những hứa hẹn về một cuộc sống tốt hơn, hài lòng hơn. Những hứa hẹn tương tự như: tôi đã luôn muốn bắt đầu một công việc kinh doanh và bây giờ là thời điểm mà tôi theo đuổi giấc mơ của mình. Joe đã làm và nhìn anh ta đi. Nếu anh ta có thể làm được thì tôi chắc chắn cũng có thể làm được. Đây là thời điểm tốt nhất để khởi nghiệp vì công ty đang dần sa thải nhân viên. Tôi muốn giờ làm việc linh hoạt để thoải mái sắp xếp cuộc sống bản thân, làm việc khi tôi muốn và dành thời gian với gia đình. Tôi không chịu được công việc này nữa rồi, tôi phải bắt đầu một cái gì đó của riêng mình thôi. Tôi sẽ bắt đầu việc kinh doanh bán thời gian và phát triển nó lớn dần cho đến khi việc kinh doanh đó đủ để nuôi sống tôi. Khi đó, tôi sẽ nghỉ việc. Những đoạn đối thoại tương tự như vậy diễn ra khắp nơi trên toàn nước Mỹ, mà bạn có thể cũng đã suy nghĩ như thế trước khi bắt đầu công việc kinh doanh của mình. Và nếu như bạn chưa thật sự mạo hiểm bắt đầu một công việc kinh doanh thực sự, bạn vẫn sẽ cảm thấy những câu nói trên là đúng, phải không? Vâng, thưa các bạn, hôm nay tạm thời mình xin đọc đến đây. Là hôm sau mình sẽ tiếp tục đọc tiếp cho các bạn, được không ạ? Và xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi đọc sách tiếp theo. Goodbye.